nướng bò đi bán đủ để mẹ đâu ra mấy bạn mà chà hello mọi người, hello mọi người, hello mọi người. Thịt bò bán 50 ngàn đồng. Lai đem phi đi, lai đem phi đi. Yes, số đi, yes, số đi. Chia 50 ngàn chúc nó mẹ coi. Chia 50 ngàn chúc nó mẹ coi. Chia cho 50 ngàn chút nấu mì ăn coi. Chú có quay lại nữa không? Vô coi chi à? Cho miếng bánh tráng nè. Để cho miếng bánh tráng nè Dương. Không ăn không? Không ăn không? Không ăn không? Không ăn không? Yes, so em. Rồi thả tim đi. Cay quá đi. Cay quá nè. À cay quá. Ăn bánh chén mấy đứa ơi, ăn bánh chén mấy đứa ơi. Ăn bánh chén mấy đứa ơi, ăn bánh chén mấy đứa ơi. Vô 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 mấy đứa ơi. Thế là vô ngồi là ngủ quá đúng 2 người luôn. 4 người nè. 2 người. 2 người. 4 người. 2 người. 4 người coi. 4 người coi hả? Mấy người coi gì vậy? 4, 7 người rồi kìa. 8 người rồi kìa. Điện thoại của chị, điện thoại của chị. Chị là cũng là bắt mẹ lên có 2 rồi. 8 nè, con coi kìa, 7 8 à. Vô đây vô đây. Bữa vô vô. Cái chiên chiên nè. Cái chiên nè. No. 100 ngàn no. Muốn ăn no lượng. No. Đùi gà. Thôi, bây giờ mua gói mì đi chứ mua 2 cái thức thải vô. Mua gì vô anh em ơi, vô anh em ơi. Lại chi mấy số anh em ơi. Vé số 10.000 vé, 10.000 vé. Vô đây. Dễ rồi, dễ lắm nhưng quân hay lắm không? 10.000 vé Nhật ơi, Nhật Nhật. 10.000 vé, 10.000 vé. 10.000 vé chúng liền sổ liền chung tiền liền. Vô 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 vô. 2 thắng nha, chào thắng nha. Ủng hộ vé số thắng ơi. Cũng chưa tỷ số lên 10 rồi đó. Vé số sổ liền mọi người. Mới chạy qua luôn hả? Bẹo đây. Ủng hộ vài tờ coi. Tội gọi tên em đi. Chào bé Dung Nhi. Chào bé Dung Nhi. Bây giờ cào trên đây đi. Em cào đi cho hấp dẫn. Lát chuyển khoản em được rồi. Nhóc gì ra? Nhóc gì mà bữa nhậu cá mén ta? Hay con ổng? Lên đây cào 4 mấy vé. Hết. Hết. Hết mấy trăm ngàn luôn á. Quay ghế lại coi đi chứ không. Vui quá, vui quá, vui quá. Trời ơi, 10 gần 11 giờ đêm rồi. Cay quá, cay quá. Đâu rồi mọi người ơi, mọi người có ai mua vé số không? Tắt đi bà nội. Tắt đi bà nội.
vé số trúng liền chung tiền liền mọi người ơi. Chỉ cần 10.000 vui vẻ trúng 100 triệu lận. Vui vẻ vui vẻ vui vẻ 100 triệu ngày nào cũng vui vẻ hả? Mười tờ nha em. Đó đó, có người cao là mười tờ. Vô nha, vô nha. Có à, cần những bàn tay vàng cho đây ạ. À. Có muốn trợ lý không anh? Có muốn trợ lý không? Nè, có video, có video lại cao. Nè, vô. Đó. Nè, lấy ghế ngồi. Đó, vô ngồi đó đi. Nè, mắc cỡ, em nó mắc cỡ đấy. Ây da, té. Đây. Âm trên này luôn. Nè, cứ đưa lên cho anh thấy. Là giơ lên kìa. Đúng rồi. Hồi có chúng nhớ chia hoa hồng cho em nha. Có chúng nhớ chia nha Nhật ơi, cái đẹp nha. Mấy đây? 1987. 87. 87 rồi. Có cái gì 7 kìa. Rồi. À, may mắn vui vẻ. Tờ đầu tiên không sao, còn 9 tờ nữa. Ê, tiếp kêu, vô. Kêu chị Hằng đi, nãy chị Hằng trúng quá trời luôn á. Bà đang hên. Không sao. 94. 94. Rồi, rớt luôn. Trời ơi, anh này đại gia. Anh cào 20 tờ cũng được nữa. Chị nhỏ nè. 49. Ê, tiếp. Có 249 nữa nè, 249 nè. Ê, 49 trúng 20 rồi nè, Trúng 20. 49. Vô. 49. Ê, tiếp đi. Cào tiếp cái gì? Không có. Cào cái 49 đâu, mấy 49? 449. 449 hả? Này, 249 nè, 249 là được 5 xị. Vậy là có được cái 20 không? Được 20 nè. Chúng được 20 này nha anh. Trời ơi, bàn tay vàng. Mới tiện. Trợ lý nha. Còn hơi rung. Nhưng mà không sao, có chúng là mừng rồi. Vô anh em ơi. 19000, 3 số 0. Đâu? Quá đẹp. Trời ơi, chúng 10.000 nữa anh ơi. Trời ơi, chết rồi. Nè. Chúng 10.000, chúng số 0, 10.000 vậy. Giải gì? Giải 9 nè. 10.000. Nãy giờ chúng được 30 rồi đó. Quá dữ. 75. 75. Rồi. Trung Quốc. Rớt rồi. Chị Năm đi. Chị Năm đi đâu rồi không biết. Cào cho anh tờ mai đem ra. 53. Rồi. Đi Trung luôn. Quốc luôn. Đi luôn. Không sao. Ok anh Thái An Hậu nha, cào cho anh tờ luôn. 22. 22 lê. Ê, bậy tụi. Không có nha, ngay không có nha. Đang tính nói tầm bậy tầm bạ. Em mất em tăng view cho chị nhìn cái hấp dẫn chị. Ê vậy. Để làm sao em tăng view chị, em hết cơm à. Giờ hết cơm. Ừ, anh. 36. 36. Không có 36 nha, anh em. Tiếp. Gái đẹp cào nha, dữ dạng quá trời người coi luôn. Dữ dằn chưa? 1. Rồi, 3 số 1. Không có luôn nha. Không có 3 số 1 luôn nha. Tờ cuối cùng nha. Cuối cùng nhiêu đây? 8. 8 gì? Mình làm mấy cái 8? Kiểu hồi hộp hấp dẫn lên coi chị. Mấy 18? 68. 68. Có 58, 98, 08. 08. Rồi 50. 58. 58 đi rồi, 58 đi. Vậy là rồi. Được 30 hả ta? Ê, ừ, cái 20 rồi. Với cái 10 đúng rồi. 30. Rồi tổng tài sản của mình là 70 nha anh. Sao cà tiếp nữa không nè?
anh Thái An Hậu còn coi không? Đặng em cào cho anh vé nè. Cào cho lố luôn. Để em chia sẻ like chị qua cho nha. Rồi em ấy đã đi rồi. Lấy 4 tờ. Bé lại đi cào cho con bé này coi, bé mối nè. Còn cào cho anh này. Cào cho anh này 1 tờ. Cào cho anh 1 tờ phải không anh Thái An Hậu? 1 tờ hay 1 lóc? 1 lóc là 10 tờ. 1 tờ là 10.000, 1 lóc là 100.000. 10 tờ nữa rồi ngủ. Dứt dữ gì dữ ta. Trời ơi, ngon cơm ngọt canh. Vô. Ê, mọi người chia sẻ đi mọi người. Chia sẻ cho thầy đi. Chia sẻ đi mọi người, chia sẻ lên trang đi. Để em kiếm hoa hồng coi, chia sẻ đi. Vô. À, nữa phải không? Giờ nè, từ từ. Chốt à, anh tờ nữa rồi ngủ. Ủa vậy là anh này 1 tờ. Rồi cào cho anh Thái Hậu 1 tờ đi. Còn ảnh nói 10 tờ thì ảnh comment 10 tờ nha, nha anh. Ok chưa? Cào từ từ thôi em. Để cho nó thôi hả? Không. Ê, vậy là vô. Ê, rồi. Vậy là vô. Vô anh Thái An Hậu ơi, trúng 10.000. 60 là trúng được 30. Ủa? Vậy là trúng 2 giải luôn. Trúng 2 giải. Trợ lý này là phải thưởng thêm nha, phải thưởng thêm. Ê, trúng 2 giải nè anh ơi. Anh Thái An Hậu ơi, được 30.000 rồi nè. Nè, được 10.000 này với 60 này nữa là 30. Là anh có 20 rồi đó. Là 30 luôn chứ. Ờ. Là hai giải luôn. Ờ thì hai giải 30. Quá dữ, một phát vô hai giải. Đúng là gái đẹp, một phát vô hai giải. Ê từ từ, ảnh đâu có cào nữa đâu, từ chứ. Anh lời rồi thì anh, cào nữa đi chứ. Lời rồi mình có cào nữa không? Alo, anh Thái An Hậu ơi. Cào tiếp đi. Rồi cào tiếp, cào hai vé nữa nha. Ok. Cào 3 vé nữa. 8 chị ơi. 8 nha. 8. 9808 78 48 nữa nè. 78. 78 rồi, không có 78 nha. Nữa hả? Nữa không? Nữa. Em không có tiền đền đâu đó. Trợ lý không biết vé em lời được nhiêu, không được không biết thưởng được nhiêu. Cào tầm 7 không có tiền đâu đền. Mẹ anh này nói cào 3 vé nữa mà. Rồi vậy là tổng 4 vé đúng không? À. Chốt đơn ngỡ ngàng nha, em không có tiền đâu em đền đó. 2 gì? 72 không? 7. 72 hả? 82, 782. Đâu? 782. Không có. Trời ơi, có 72 à. 51. Xong chưa? Mày cào xong. Ủa, mấy vé rồi, mấy vé rồi. 3 rồi, 1, 2, 3, cái vé đầu tiên chúng ta. Vé đầu tiên nè. Ý là dịch thì thêm 3 vé nữa. 1 vé nữa. À. Hợp lý chứ anh, hợp lý chứ mọi người, chia sẻ đi, mọi người, chia sẻ đi mọi người. Nè, để vô thả tiên để nè. Em có hoa hồng em chia cho mọi người. Cho 2 vé coi. 1 vé là 10.000 nha, 1 vé là 10.000 nha. 5 chị ơi. 5 gì? 45. Thầy phải biết hát rồi. 45 không? Giỏi như giờ lũ tô á. Ừ. 2, 5. Gì? 25 hả? Nay bé này mới có 25 tuổi anh ơi. Gì? Mà trong đây tới 45 là 45 mới trúng. Rồi nữa xong không? Luôn. 10.000. Vậy 20. Của anh là 10.000 đó nha. 30. 10.000. À 4, à 4 tờ quên. Thêm đi 10.000 chuyển khoản cực lắm, thêm 9 tờ nữa. Thêm 9 tờ nữa. 9 tờ nữa chuyển cho nó nhanh cho nó. Vậy chứ 10.000 chuyển có nhiều ngân hàng mà chuyển 10.000 không được nha chị, phải 100.000 mới được. Có nhiều ngân hàng chuyển 10.000 chuyển không được. Sao anh ơi đâu rồi? Sao mà hay quá, người ta đang xem cái bà này thiệt chứ. Nữa không anh ơi, để em qua em cào cho anh kia 10 vé nha. Để em cào cho anh kia 10 vé nha. Hay vậy chị. À, lấy 9 tờ nữa đi kìa, dứt. Ai? Ê, lửa không? Lấy lóc này hay lóc nào?
Là lấy 9 tờ luôn hả? Là 9 sắp, à là 9 tờ nhỏ. 9 tờ nhỏ nè. Vậy thì lỡ rồi đi chung luôn. Rồi. À, để đổi tay, lát tới anh kia em đổi tay cho. Ai cào, ai mà cào nhiều nhiều cho bả đi, dạ, em dạ, gãi, dạ, bả gãi em luôn. Kìa. Bé này tâm sự nha, bé này đang cu đơn, đang cu đơn, thiếu hút tình cảm. Anh nào vô cào cho dạ. Bé. Cái này chơi làm sao hả? Ok anh Ba Nguyễn nha, chờ em xíu nha. Ủa Ba Nguyễn ai vậy? Con mình nhiều đó. Ngựa quá rồi đó. Trời ơi. Không, này nó cào chúng không vậy? Này nó cào mấy tờ, cào 3 tờ mà chúng hết 2 tờ. Chín, 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 giờ con chín. Chín, 49. 59 được không? Không, con 49 à. Rồi. Cào hộp 9 tờ ra bắt cóc luôn kìa. Rồi xong luôn. Xong rồi. Rồi em này chắc hồi rung tay không cào được quá. Chia sẻ cho thầy đi. Rồi mất cỡ luôn rồi, chia sẻ cho thầy đi. 4. 4. Rồi không có gì 4 luôn. 4. À có 64 nè, 74 nè, 14 nè. Lớp 44. Rồi, hai cái bánh ú rồi. Xong luôn. Nửa đêm cào hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. 7. 7 con số 7. Trời ơi, số 7 đặc 71, biệt. 17 tức ghê không? 71 bên đây 17. Xong giờ xong rồi giờ cho anh lại. Rồi tiếp. Cào cho nó hấp dẫn miếng coi, trời ơi. 14 người đang xem, 14.000 người đang xem. Bên cam cho mấy đứa nó rảnh nó cào qua. Chia sẻ đi anh, chia sẻ đây chứ. Rồi nha. Tao có cao để đi lên hả tim đâu. Dứt. Chia sẻ đi mọi người. Giữ thần. Để hồi em có qua học bên kia cho. Chia sẻ đi mọi người. Cào đi bạn ơi, cào. Vô, nửa đi mình đâu có cào làm đi, mai về Bình Thuận chơi luôn, nhanh đi. Mình đâu có làm 31. Gì đâu. 31. 31. 31. Ê, nãy giờ như không trúng gì nha, 4 tờ rồi đó. Ra 4 tờ rồi đó. Ổng như 9 tờ, gì thêm 5 tờ nữa. 5 tờ nữa. 2, 4, 4, 5. Lựa cho anh đi, lựa anh cái khác đi. Lựa cái màu trắng. Cào lên. Lựa cho anh cái màu trắng. Lựa cái nào cho anh trúng á, chứ hồi ảnh rinh em về giờ á. Bạn tên gì giờ tôi không biết bạn tên gì để tôi chào luôn á. Chào mình cái đi idol. Bạn làm tờ đi rồi chào liền, nhanh lên. Trời ơi, cái này đang bán hay ra lệnh như đâu nghe trời. Này à, bán livestream ế quá, chuyển qua bán với số. Hello 500 anh em, trời 14.000 người đang coi. Số 2, số mấy? Số 2. 72. Số 2. 72 được. 02. 02. 02. 02 thì không có. Chia sẻ cho tôi cái đi bạn sĩ. Gì? Ngủ đi. Một. Dung, trời hơi nóng đó bạn. Bạn cào tờ cho bớt nóng đi bạn. Cào tờ đi. Rủ chơi gái cho có hấp dẫn chứ cưng, thấy mặt chị hoài chán lắm cưng. Một. Ơi. 1, 41. 41, 51, có 14. Ê, 41. 41 nè. Ê. Giải 2 triệu, 2 triệu. 2 triệu nha. 2 triệu từ từ. 2 triệu nha, anh đòi thấy An Hậu đâu rồi, mất tích luôn rồi. 41, 7, 441 này, 741. Rồi đi rồi. Cào tiếp luôn hai con kia thôi. 79, 79, 741. 79 hả? Gì? Hết hồn. Kìa. Ừ. Ê, ê, nhìn. Xém nha, xém vô 5 triệu nha. Chờ xíu, chờ xíu, chờ xíu. Rung ghê luôn, chị làm em rung ghê. 7, con 7. 77. Rồi, 77 xong luôn. Mấy tờ rồi, mấy tờ rồi? 3 tờ rồi. 3 tờ rồi hả? Chuyển, chuyển xuống dưới. Đổi trợ lý đi. Kêu bà hàng quá. Đổi trợ lý đi, trợ lý này giờ xuống quá rồi. Cái này là 10.000 một tờ nha, dò liền, trúng liền, chung tiền liền, chuyển khoản liền. Là một tờ như này là 10.000 nè, làm 10 tờ đi bạn. Chớ dễ chuyển khoản. 10 tờ đi, tôi cào cho. 0, 30, 30, 30. Ê, có 0. Ê, 10 nè, trời, có 0 là có 10.000 rồi đó. Trời, nãy giờ mấy tờ rồi? Tờ cuối cùng luôn hả? Vớt lại được. Ê, cái gì, mấy 0? Vô hả? 30. 30 nè, 50 nè, từ từ, cào con nữa. Ê, ê. Con nữa, còn con nữa. Chị đừng làm em run. Còn con nữa là trúng 50.
530 nó 330 hả? Rồi chết rồi. In kinh xong gì? Là gì? Mình gài cho gì, mình gài người cho. Là sao má? Là để... có cào không? 10 tờ đi 100 ngàn cho dễ chuyển. Quá trời người coi rồi. Ê, quá còn trời. Tờ cuối còn tờ nữa. Ê, đâu được. Mấy tờ? Bên đó 4 này, 1 2 3 4. Thêm tờ nữa. Còn đâu bên đây không? Thêm tờ này nữa là còn tờ còn nữa nha. Tờ hy vọng cuối cùng. Đẹp. Mày. Giống trời né gà nha. Nãy giờ trúng quá trời luôn. Đâu rồi, cái anh đó đâu mất tiêu rồi kìa. Ừ, trúng không vô nhận thưởng. Bạn Trâm chia sẻ cho mình đi, bạn Trâm chia sẻ. Máy đây, máy 8, đây. 4. Cái gì chứ? 4. 8, 4. 8, 4. Không có. Đổi trợ lý đi, trợ lý này giờ xưa quá rồi. Nãy trúng. Rồi, xu ra anh ơi. Chốt hết rồi. Xu ra anh ơi. Là 3, 30. Nãy còn 10 ngàn. À hồi nãy chung 10 ngàn với 9 tờ này nữa. 9 tờ nữa là 100 trừ ra 10 ngàn còn 90 vậy thôi. Đâu? Cào thêm tờ nữa. Tại vì chung 10 ngàn nè. Đâu? Hồi nãy chung 10 ngàn ngay đâu số không hay gì á. Ở đây. 60. Đó. Là giờ cào thêm tờ nữa 60. Đi. 60. 60 chúng 20 nha. Chúng 20. Chết rồi trợ lý này. 60 chúng 20 nha. Giờ là chúng luôn này là 30. Ừ được 30. À 100 trừ cho 30. 70. Còn vậy 70. Cào thêm 3 tờ nữa cho đủ 100. Anh ơi sao rồi? Của anh nè, của anh trúng được Vậy cào thêm 30 nữa đi anh. Cái này là 60 nè nha. Cái này là 60. Ở trong đây 60 nè. Kìa cào nữa kìa. Cào đi hả? Rồi dứt 3 tờ nữa. Cái thằng này chắc tao ký đầu mày quá sĩ ơi. Thôi, người ta muốn nói gì người ta nói, mà mình trúng là mình trúng à. Đúng rồi, trời bịp, ơi, trúng từ nãy giờ. Kệ người ta. Rồi, cào tiếp. Trợ lý này cào. Trúng mà cào từ nãy giờ không hết tiền luôn đó. Mà bịp. Có 100 ngàn cào nãy giờ đó. Tiếp nha, 5, tiếp nha. 5 gì? 45. 55. Thôi, bi phan. Hồi chiều. Cào đủ 100. Thấy không, em nói mà, thêm 3 tờ nữa. 55. Chúng nữa là mình cào nữa. Trời ơi, cái anh hoài, cái cào còn, sáng còn cái anh kia. Trời ơi, mắc gì không coi đây đi mở bên đó chi coi quả thế chơi. Mấy? 8. 8 mấy? 18. 18. Không có 18. Ê, 3 tờ, đây tờ nó xíu nữa hết hồn. Sợ cào từ từ nha. Cào 7 là không kiểm có tiền. Kiểm soát lại nha, kiểm soát lại nha. Ê, sĩ đó là ai vậy? Ê coi chặn luôn đi chứ coi xong cái like này chi trời. Hồi tao hách nít mày luôn chứ tao không có chặn mày đâu nha. Nói rồi đó. Chia rẽ tình cảm từ đây nha. Nhí mày, nghỉ chơi bao xì. 17 người đang coi, 16 người, 17 người đang coi. Cái gì 93? 93. 193. Xong luôn. 3 còn không vô nữa, chị hỏi em gì 93. Rồi hết rồi. Đâu, mấy tờ? Thì còn 70, còn 30 nè, 3 tờ nữa, đủ. Nhanh vậy? Trời ơi, con bé nó cào nhanh quá. Anh ơi. Con bé rồi, nó cào nhanh cào quá. Không? Ê, nãy có hồi nãy có anh kia. Anh kia 10 tờ đâu rồi? Anh ơi, chốt đơn của mình là một xị vui vẻ nha anh. Một xị mà cào nãy giờ muốn chớt luôn. Cào mỏi tay nhỏ, cào lên chuột nhỏ luôn. Anh Thái An Hậu ơi. Còn anh giờ cạo cho anh gì ta? Hồi nãy anh Nhật. Nhật còn đó không? Nhật còn đó không? Cạo 10 tờ nè, Nhật ơi. Bấm chia sẻ lên story đó chị. Xin ta dễ thấy hơn. Ủa, là 10 tờ có cạo không? Có, từ từ chờ anh trả lời. Không, alo. Chốt đơn cái đã chứ cào tầm 7 không có tiền đâu đền là chết luôn á. Cho em 2 tờ kìa. Kìa cào cho con bé 2 tờ. 2 tờ là 2 tờ bự đúng không? Đâu có, hay có. Chị để em xíu. Cái này con bé quen. Bé này 2 tờ thì ê anh Nhật nhường cho con bé Nhi 2 tờ cái nha. 2 tờ nhỏ phải không? Ừ, chờ cào 2 tờ. Cào từ từ thôi, cào từ từ thôi. 9 49 29 89 89 không có. Rồi một tờ nha Nhi ơi. Bắp ơi là bắp.
Một tờ như bắp ơi, cái điện thoại Khương đâu rồi, chị bấm like coi. Sáu. Cái gì sáu? Xu nha, xu nha. Hồi hộp quá. 56. 56 là năm sao trúng rồi, hết nha. Nhi ơi, không có 56. Để chị mở cam ra kìa. Đâu rồi bé cào? Đây chị gấp. Tám mươi chín nha. Ủng hộ đó hả? Ủng hộ, ok, ủng hộ nè. 89 ở đây có 98 chứ không có 89 nha. Rồi tiếp luôn. 56 là năm sao trúng luôn nha. Bye bye. Bye bye mấy Nhi. Ê, lộn, bye bye bắp nha. À, cảm ơn đã ủng hộ. Hai chuột. Bắp đã ủng hộ mình hai vé đó. Ok, tiếp. Rồi tới anh Nhật này nha, anh Nhật. 10 tờ hả? Vậy cho 3 tờ nữa đi hả? Đúng rồi, cho 50 đây, đi dễ chuyển nè. Chứ 20 nhiều khi chuyển không được. Để chị lựa cho cưng nha bắp. Xé ra cho nó nha. Đây. Tiếp nha bắp. Rồi, 3 tờ, 3 tờ. Vô. Tiếp nha, này có bắp nha bắp. Cào đúng không ạ? 8 98 08 8 58 38 38 à? Được. 38 sao chúng dữ lắm bà ta, sao nay xui ta. Đổi tờ, lựa tờ khác nè. Lựa mấy tờ này nè. Rồi mấy tờ rồi? 73 37 373 37 73. Rồi không có luôn nè, cào tờ khác đi. Còn cái thôi chạy từ từ để cho người khác. Cái sự may mắn này nhường cho người khác. Rồi một tờ nữa nha, còn một tờ nữa nha. Mấy? Không, vô rồi đó, vô 10 ngàn. Có vô 20 không nè. Nè, chuẩn bị nè. Còn giải nữa. Vô. Giải kia là gì chị? Là gì? Số mấy? 90 nó bị. Này 90 hả? 90. Trúng được 10 ngàn á bắp ơi. Đâu đây để chị coi đây. Đây. 90 trúng được số 0 nha. Số 0 là được 10 ngàn nha. Đây. 10 ngàn Việt Nam. Vậy là cưng chỉ cần chuyển 40 ngàn thôi nha cưng. Hợp lý chưa? Giờ chị cào chục vé cho anh kia nha. Anh kia hả? Chụp vé cho anh kia lựa nè. Chụp vé cho anh kia nha. Trời ơi, tự nhiên vô đây cái là cào lên chuột lên. Vô đi mọi người ơi, 10 ngàn một vé. Có gái là đắt liền. 4 vé rồi nè. 4 vé của anh đó nè. Lên. 4 vé của anh đó. Anh đó chục vé nè. Chục vé nè hả Nhật ơi. Nãy giờ không thấy ai bo cho trợ lý hết ta. Có anh nào bo cho trợ lý không? Trời, muốn lên chuột luôn mà không anh nào bo cho trợ lý. Cái anh nãy đâu rồi? Thái An Hậu rồi, con bé nè, ginh con bé về nãy giờ nó cào không có trúng nha anh nè. 1, 21. Cái gì? 21 hả? 21. Vô Bi ơi. Cái gì bạn gái có người yêu chưa ạ? Xin trả lời là chưa ạ. Mấy? 21. Rồi 21 không có nha. Không có 21 nha. Lên uống nước ép nè bạn ơi. Chết rồi. Không có. 62. Có 72 nha. Hả? Có 60. À. Nhiêu rồi mấy tờ? 4. 2 tờ. 2 tờ. Chết rồi, con bé kia nãy 2 tờ chưa cào cho nó không biết có còn coi không nữa. Biết vậy anh bắt luôn. Thì cào thêm chục sắp này nữa đi rồi qua bắt luôn lặng.
kè. Cạo thêm chục sách này nữa đi rồi qua bắt luôn lần. Like đêm khuya, giờ mọi người đi ngủ hết rồi, giờ mọi người mới rảnh nè. Rảnh thì giờ mình vô mình cào. Giờ này đánh răng hết trơn rồi bà chủ ơi. Đánh răng đâu có liên quan gì tới chuyện mình cào với số đâu. Không, vô rồi đó. Vô rồi nè. Không. Máy, máy. Không, không, không hả? Không, không. Không, không. Vậy là được 10 ngàn. Được 10 ngàn nha Nhật ơi. Để đi, để đi. Thả tim cho con bé đi nào. Bà đủ lắm đúng, nó ghét bà. 7, 17. Gì 17 hả? 17. Không có. Mấy tờ rồi? Còn 2 tờ nữa. Đâu? Chục tờ lận mà. Thì chị đưa em như em cần 246. Còn 2 tờ à. Nè. 6 với 4 nè. Đây. Rồi lớp tờ với giò. Kè. Cào cho tao 2 tờ. Ok luôn. Ghi sổ nãy giờ rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. 5. 95. 45 hả? 95. 95 không có 95 nha. Xong rồi, Nhật ơi, Nhật. Sao nãy giờ lúc đầu vô dữ lắm bà ta. Tức ghê. 44. Rồi. Rồi 44 không có luôn. Xu luôn, Nhật ơi, Nhật ơi, còn coi không Nhật ơi. Chúng được có 10 ngàn à Nhật ơi. 18. 18 không có vẫn luôn. Còn hy vọng. Từ từ. Nhật ơi là Nhật. Là nãy là nhiêu ta? Nãy anh Nhật nhiêu tờ rồi? Bạn cào sinh năm mấy coi hợp tuổi không? Hợp tuổi thì mới cào thấy gì? Cào đi là thấy hợp liền đó. Làm chục tờ đi là thấy hợp liền nha. Thấy chưa? Cào có 2 tờ là không hợp đúng đâu. Đúng rồi. Cào 2 tờ là thấy không hợp rồi đó. 65. Con dê. Đúng quá. Con dê. Con dê không có ở đây. Sao nãy giờ 6 ta? Đổi cho Lý anh. Không, lựa tờ khác. Lựa lớp khác. Mấy tờ đây? Vô nữa nè, vô nữa nè. 10 ngàn nè. 10 ngàn. 20. 20 hả? 20 thì được 30. Nè. Quá hay. 30. Quá hay. Vô lần 2, 2 giải 30, luôn. 30. 30 với nãy 10 là được 40. Ừ. 40 mà nay 100 tính 60. Mà nãy anh cào hết nhiêu nữa? Không nhớ luôn. Hồi nãy anh cào hết nhiêu rồi? Không nhớ luôn. Hồi nãy hết 100. À. Một 100 tròn á. Hồi nãy 100 rồi. Giờ 60 nữa là 160 á nha. Anh Nhật ơi, anh Nhật. 70. 70 cào thêm 3 tờ lúc sau cho tròn 100 đó. Phải không? Lúc sau cào kêu cào thêm 3 tờ cho tròn 100 là em có cào 3 tờ đó rồi. Là 100. Rồi lúc sau rồi chị đếm cái này là mấy tờ chị đưa em nè. Chục tờ. Bởi vậy không chị sai rồi. Biết sao không? Tại vì hồi nãy mới đầu chị đưa em vô đây nè. Ừ. Là đủ rồi nè mà chị đưa thêm là dư rồi. Nghe hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 70. Phải ha. Là ý là lúc sau anh kêu thêm coi lại bình luận, coi lại bình luận coi. Lúc sau là anh kêu thêm mấy tờ á? Lúc sau kêu, kêu thêm 10 tờ. Đúng rồi, 10 tờ. Hồi nãy 100 là đã rồi nha. 10 tờ thêm nè. Là 20 tờ. Của Hậu là... Ủa hay là khác người? Không. Ờ đúng rồi, khác người. Khác Chung người. Á. À Thái An Hậu. Ờ à, đúng rồi. Tưởng đâu một người. Phải ghi lại thôi. Bây giờ số lượng đã đông rồi. Ba tờ trước đó là cô. Đúng rồi. Lộn người, em nhớ lộn người, sorry. sorry. Bây giờ phải ghi lại thôi. Bây giờ số lượng đã đông rồi chứ không còn lắc nhắc lắc đác nữa. Bây giờ là lộn. Rồi giờ nhiêu? Giờ 70 với 100 là cái lộn, giờ 70 với 60. Đúng không? Hồi nãy 100. 100 mà cào trúng được 40. 30 sau. Ông khúc đầu em không nhớ, em nhớ cái ông mà mới cào nãy 70 với thêm 3 tờ chọn 100 thôi à. Ừ, lên đây, bắt lên xã luôn nè. Ừ, em dám quá. Cờ bạc mà còn gian lận nữa phải không? Đau đớn thôi.
70 với 60. Có ai cào nữa không? Trợ lý đi về nha. Có ai cào cào lẹ đi, trợ lý đi về nè. Nãy giờ không thấy anh nào bo cho ngàn nào hết trơn á. Cào muốn lên chuột luôn. Cào hai tờ đi. Trời, cào tờ hai đi. Ủa, hồi nãy cào rồi mà. Là bây giờ thêm hai tờ nữa đúng không? Lẹ lẹ coi còn chuyển khoản rồi, ok luôn. Hai tờ cho Bi Nguyễn. Lẹ đi, trợ lý đi về rồi. Còn ai cào cào lẹ đi, trợ lý đi về nha. 87. Ủa, cái tờ giò đâu vậy? Tám mươi bảy không trúng. Ủa, ủa chị Bi Nguyễn hồi nãy cào rồi đúng không? Chưa. Ủa chưa hả? Chưa cào. Chưa hả? Vậy giờ cào nè. Ủa vậy hả? Sơ ghi. Tôi tưởng cào rồi. Hai tờ sao chuyển khoản? Thêm ba tờ nữa đi, năm tờ. Thêm ba tờ đi cho dễ chuyển khoản. 72. Ê, 72 trúng 20. Ê, kêu cầu 2 tờ mà trúng 20 quà vô. Bi Nguyễn trúng 20 nha. Là quà vốn, cào nữa đi. Trúng 20 là quà vốn rồi đó. Là cào 2 tờ, cào 2 tờ. Cào nữa đi, quà vốn này nè, cào tiếp đi. Ủa mà cào mấy con tờ mà đúng không? 2 tờ, 2 tờ. 2 tờ luôn hả? Ê, khoan. Tờ đầu trúng luôn, lộn, số 0. 90. Rồi, 30, vậy là lời được 10.000 nè, phải không? Thì số 0. Thì trúng nè, đúng 10 không? 10.000. Còn tờ không? Kế tiếp đâu? Nè. Ủa khoan. 8. Ủa lộn. 87 đâu trúng đâu? Không không, lộn, tờ này của cái cũ. Sorry, lộn. Đó của người ta mà, thấy chưa? À. Cái 72 là trúng 20 thôi, trúng 20. Trợ lý này. Trợ lý này chắc đuổi về quá. Là quay vốn. Rồi. Mẹ thế. Ủa không, đi không cầm tiền luôn hả? Hả? Có mấy chục ngàn mà cũng alo, như vậy ha. Alo, Bi à. Ủa đâu mất tiêu rồi? Nghe chưa? Rồi. Chắc khó rồi, còn 3 người coi. Trong đó em với chị hết 2 người, còn người cũng không. Ủa gì kỳ vậy, như thác hết rồi hả? Thôi đi về. Vì ông này lỡ ví dụ không trúng mà ông mất tiêu rồi thiệt chết. Về vô rồi kìa, năm rồi kìa, năm rồi xem. Còn ai không? Alo dùm cái coi. Anh em tôi đâu hết rồi? Đâu rồi Bi à? 6 người kìa, sao tự nhiên lên rồi kìa. Quê tiền rồi hả? Ừ đúng rồi, quê tiền. Là nãy cứ cào cái gì? Nãy cứ cào cái gì? Cái này là của Bi Nguyễn nè, là cái này không trúng, này trúng 20 nè, có 2 tờ thôi là trúng 20 rồi. Còn này của cái cũ đợt trước của ai á? Hồi nãy cào qua đây. Rồi. Ok. Quà tiền nha bạn. Vui vẻ quà tiền. Bạn rất là may mắn đó. Bạn được gái cào cho rồi. Người ta quà tiền mà bạn kêu may mắn. Cho không tốn tiền. Ủa sao còn có một người cào cho, cào thiếu không chị ruột hả? Thiếu luôn. Em cào nhiêu? Cào 100 đi. Đâu rồi? Anh em tôi đâu hết rồi? Nhanh quá, không kiểm soát được. Alo, mọi người đâu hết rồi.
Lát nữa chị coi la lại. Tức quá, mọi người đâu hết rồi, mọi người đâu hết rồi. Sao bánh tráng bị gì vậy? Còn không, còn ai ăn coi không? Không. Bị giả ra hết rồi. Rồi. Cái này phải biết hát giò giống như giò lũ tô ấy. Kìa, còn bốn người đang coi mà. Ủa, mọi người đã mất tiêu rồi. Alo, alo. Đừng có ngủ mà, đừng có ngủ mà. Ừ, trúng 5 triệu là tỉnh liền. Ủa, tự nhiên mất tương tác luôn rồi. Hồi nãy mười mấy người đang coi. Sao không phải đi ngủ chứ bà? Mà chưa hết tiền. Tỉnh đi mấy anh em. Rồi còn có hai người con. Nói em hết rồi. Ừ. Thôi bye bye, đi ngủ nha cưng.